chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Huỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món gỏi tôm trộn đọt chà là non. Với món ăn này thì khá là lạ đối với những bạn chưa từng ăn đọt chà là bao giờ. Đọt chà là thì non giòn, kết hợp với nước trộn chua ngọt cùng với tôm tươi đậm chất miền Tây. Vậy nếu bạn nào yêu thích món ăn này, xin hãy vào bếp cùng thực hiện với mình nhé. Để thực hiện được món ăn này, các bạn cần chuẩn bị cho mình là từ 4 đến 5 đọt chà là. Và lưu ý rằng đọt chà là này ở đây là đọt chà là rừng đó các bạn, chứ không phải là cây chà là để chúng ta lấy trái ăn nha. Và mình có chuẩn bị là 4 đọt như thế này. Cái đọt này thì nó rất là non, rất là giòn, rất là ngọt. Các bạn cứ tưởng tượng như là giống như cái đọt dừa mini vậy đó. Và ở đây là mình có chuẩn bị 400g tôm. Tôm này là tôm đất nè các bạn, rất là tươi ngon. Đầu tiên thì mình sẽ luộc tôm nhé. Mình sẽ luộc tôm trước. Trong thời gian chờ đợi tôm chín thì mình sẽ đi xử lý những cái đọt chà là này. Và cái cách làm đọt chà là này cũng rất là dễ. Thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình một thố nước như thế này. Và cho vào đây là nửa trái chanh tươi với lại một xíu muối nha. Chanh tươi và muối sẽ giúp cho đọt chà là trắng và không bị nhẫn nè các bạn. Thì các bạn dùng cái dao á, mình lấy cái đầu nhọn nè, mình tách cái phần vỏ ở bên ngoài ra. Thì các bạn thấy là mình tách cũng rất là dễ, cái kiểu như mình tách măng nè, hoặc là mình tách cái củ hủ dừa đó. Thì các bạn cứ lột cái phần vỏ bên ngoài ra với lại cắt cái củ hủ bỏ. Tại củ hủ chà là này á, nó không giống như củ hủ dừa, nó sẽ bị nhẫn, cho nên mình sẽ bỏ cái phần đó nha. Đây thì các bạn lần lượt lột ra như thế này như của mình nè. Đó, thì phần còn lại là cái phần non. Cái phần còn lại non á, nó sẽ ngọt và rất là giòn. Và sau khi mình bỏ hết cái phần già thì mình sẽ ngâm vào cái phần nước chanh muối này, cho nó được trắng, với lại không có vị nhẫn nữa. Và mình sẽ tách ra, cắt miếng nhỏ ra luôn nha các bạn. Và cái đọt chà là này á, theo như mình thấy là những bạn nào ở cái vùng biển ngập mặn nè, hoặc là ở những bạn ở những cái tỉnh miền Tây mà vùng biển sẽ thấy nhiều hơn là các bạn ở các tỉnh mà nước ngọt nha. Và cái này bây giờ nó rất là hiếm luôn các bạn, bởi vì sau này người ta khai thác để mà lên ruộng hết rồi, lên nuôi tôm hết, cho nên là nó hiếm lắm. Và như vậy thì lột xong mình sẽ ngâm chanh muối để đó nha. Quay lại cái nồi tép của mình sẽ vớt tép ra và lột cái phần tép này ra luôn nè các bạn. Các bạn thấy á, khi mà mình chọn tôm á, tôm hay hoặc là tép á, thì mình sẽ chọn con tôm đất á. Có một số bạn thì gọi là tép đất cũng được. Cái con tôm đất như thế này nè, ăn rất là ngọt, cái thịt nó rất là ngọt luôn. Và đặc biệt là họ làm tôm khô các bạn. Họ làm tôm khô, họ mua cái loại tôm đất này với cái giá rất là cao á, bởi vì chúng có một cái màu đỏ đẹp, rất là ngon luôn. Và các bạn nào mà sành ăn tôm khô thì biết á, khi mà tôm khô làm từ tôm đất á, sẽ đắt hơn là tôm khô làm từ những cái loại tôm khác luôn á các bạn. Và như vậy thì tôm mình cũng đã lột xong, với lại chà là mình đã ngâm rửa sạch rồi mình vớt ra luôn nè. Với lại mình có sử dụng một ít rau thơm nữa, và mình cũng đã cắt nhỏ luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành pha cái nước trộn nha. Và để pha cái nước trộn này thì mình cũng làm đơn giản thôi các bạn, cái kiểu như pha nước chấm chua ngọt vậy đó. Thì mình có sử dụng ở đây là một trái ớt sừng mình đã băm nhuyễn, với lại 2 tép tỏi mình băm nhuyễn luôn rồi. Và cái phần này là ớt nó cũng không có cay mấy nha các bạn. Mình dùng ớt xanh cho nên là mình cũng tách bỏ hạt ra luôn. Mình sẽ cắt sợi như thế này. Mình cắt sợi ra như thế này để mà mình trộn cho nó đẹp thôi. Còn nếu như mà các bạn không có ăn được cay thì mình cũng có thể bỏ qua cái bước này nha các bạn. Và để pha cái nước trộn chua ngọt hôm nay thì mình pha hơi nhiều tí xíu. Mình trộn xong rồi mình chừa lại tí xíu để mình chấm luôn. Và mình sử dụng chanh để mà mình pha. Và mình cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Thì tùy vào cái nước mắm nhà của các bạn mà có cái độ mặn khác nhau mà các bạn cân chỉnh lại nha. Rồi mình cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường vung. Mình sử dụng là 2 muỗng canh đường vung luôn đó các bạn. Các bạn đánh cho nó hơi tan tan tí xíu. Với lại là 2 muỗng canh nước cốt chanh luôn. Và để được 2 muỗng canh nước cốt chanh thế này là mình sử dụng là một trái chanh không hạt. Thì cái chanh không hạt á, nó sẽ nước nhiều hơn là chanh có hạt. Và mình sẽ cho vào đây là một tí xíu bột ngọt nha. Bạn nào không ăn được bột ngọt thì có thể bỏ qua bước này. Và tiếp theo là 2 muỗng canh nước ấm. Mình sử dụng là 2 muỗng canh nước ấm để cho cái đường nó dễ tan hơn nè. Và các bạn đánh cho nó tan ra. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là tỏi với ớt băm của mình luôn đó. Và như vậy là hết rồi, các bạn cứ đánh tan ra đều nữa là được nha các bạn. Thì các bạn có thể nêm nếm lại, thử lại theo cái khẩu vị của mỗi gia đình thôi. Và đây là bước cuối cùng, mình sẽ tiến hành trộn gỏi chà là với lại tôm nè. Mình sẽ cho vào đây hết luôn cái phần chà là này. Còn cái phần rau thơm này để lát nữa mình sẽ bỏ vào sau nhé. Và tôm mình sẽ đổ vào luôn. Đó, các bạn thấy những con tôm nó no tròn rất là thèm luôn ha. Và sẽ bỏ vào đây luôn là những cái miếng ớt mình sẽ xắt nhỏ rồi đó. Và mình sẽ trộn cái phần nước trộn chua ngọt này vào đây là 3 muỗng canh nha. Phần dư còn lại thì lát nữa mình sẽ làm cái nước chấm luôn ấy. Rồi, được 3 muỗng canh rồi. Bây giờ mình sẽ bao tay và trộn đều lên nè các bạn. Wow, rất là thơm ngon luôn á. Cái mùi chua ngọt của nước sốt nè với lại mùi ớt á, nó cứ nồng á, mùi tỏi nữa thơm á, rất là ngon á các bạn. Và mình trộn đều như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ để ra cái dĩa luôn nè. Rất là hấp dẫn ha. Với cái món gỏi đọt chà là trộn tôm như thế này ấy, thì mình nghĩ là sẽ có một số bạn đã thưởng thức rồi. Tuy nhiên thì có một số bạn chưa có dịp thưởng thức. Vậy nếu như các bạn nào có dịp mà được những cái đọt chà là như thế này ấy, thì các bạn hãy làm ngay cái món đọt chà là trộn tôm như thế này, ăn để mà cảm nhận thưởng thức nha. Rồi thì mình để ra dĩa xong rồi thì mình sẽ bỏ vào đây là một ít rau thơm nè, cho nó có cái vị thơm thơm với lại nó đẹp mắt tí xíu các bạn. Và bây giờ là thành phẩm của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Wow, mình xoay một vòng cho các bạn xem, nhìn rất là kích thích vị giác rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ dùng thử, cảm nhận thử cho các bạn biết là nó như thế nào. Với đọt chà là thì nó giòn nè, ngọt. Rất là ngon, khi mà ăn á, các bạn cảm nhận như là cái đọt dừa của mình đó các bạn. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái vị không có như là đọt dừa, nó hơi nhẫn tí xíu. Nhưng mà nói chung là nó cũng rất là giòn ngọt. Với lại tôm này rất là tươi, thịt rất là chắc, rất là ngon nè. Cái nước trộn thì chua chua, ngọt ngọt, cay cay, kết hợp lên một món ăn gỏi chà là trộn chua ngọt với tôm rất là đậm đà, rất là thú vị, rất là kích thích vị giác. Và như vậy thì mình chúc cho tất cả các bạn làm thành công và ngon miệng với món gỏi chà là trộn tôm như của mình nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy tặng mình một lượt like, một lượt đăng ký. Và đừng quên bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình nha. Bây giờ mình xin chào tất cả các bạn nè.